xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình VATV phát hình lúc 1 giờ 30 trưa ngày thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2015. Chương trình hôm nay được mở đầu với phỏng vấn ông Đoàn Hữu Định về việc tổ chức hội nghị liên kết và sau cùng là phúc âm hàng tuần của giáo xứ Thánh Giuse, North Carolina. Để bắt đầu chương trình, Thùy Dương kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn ông Đoàn Hữu Định về việc tổ chức hội nghị liên kết tại vùng Hoa Thịnh Đốn vào ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2015 do anh Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ông Đoàn Hữu Định, để mà nhằm tìm hiểu về những cái bên trong của vấn đề tổ chức của một cái hội nghị sắp sửa diễn ra ở tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 11, 12 tháng 10 sắp tới. Trước hết xin kính chào ông Đoàn Hữu Định. Kính chào anh Võ Thành Nhân, kính chào quý vị khán giả của đài SPTN DC. Khi mà chúng ta nói tới một cái mô thức của cộng đồng người Việt ở hải ngoại thì chúng ta sẽ nói tới cái mô thức nào, hoặc là chúng ta sẽ có sự chọn lựa ra sao, và hiện nay ban tổ chức của hội nghị liên kết đã có những cái đắn đo gì về cái mô thức đó không, vậy thưa ông? Cái vấn đề chính của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta làm sao mời được rất nhiều cái tổ chức, những cái hội đoàn, những cái cộng đồng hãy cùng về với nhau để mà ngồi lại với nhau tạo cái mô thức đó, và tạo cho được một cái cơ cấu làm sao chúng ta có thể liên lạc, phối hợp được tất cả những người Việt hải ngoại cũng như là cho ở trong nước thấy rõ ràng là chúng ta đã tạo được một cái cơ cấu gì đó để mà làm việc rõ ràng, để có hành động gọi rằng là phù hợp với cái hiện tình hiện bây giờ. Như vậy thì chúng ta sẽ có những cái đáng đo về vấn đề mà giống như là tổ chức cộng đồng có thể liên kết được, tại vì cộng đồng được hình thành tổ chức của các xã hội dân sự, tổ chức những cái tổ chức thiện nguyện để mà cung cấp những cái dịch vụ cho người Việt tị nạn, rồi tổ chức của những cái vấn đề giáo dục của cái trường trung tâm Việt ngữ, và tổ chức của những cái trung tâm dạy võ thuật, trung tâm dạy những vấn đề văn hóa cho trẻ em, tổ chức của những cái người mà gọi là đi làm công tác tín ngưỡng tâm linh, tổ chức của những hệ thống. Thì như vậy khi mà chúng ta có nhiều cái sự phong phú và đa dạng như vậy thì cái vấn đề liên kết giữa những cái tổ chức như vậy đó, thì cái người hiện nay đang nắm cái vai trò then chốt là cộng đồng, thì như vậy có phải là ở các nơi phải tập hợp những cái tổ chức của mình dưới một cái cộng đồng, rồi cộng đồng gia nhập chung cái hội nghị liên kết, hay là nó sẽ không có cái biên giới như vậy? Tôi nghĩ là nó không có biên giới nhiều hơn, là tại vì như thế này, cộng đồng nó là gì? Nó chỉ là một cái cơ cấu đại diện cho những cái người đồng hương ở trong một cái vùng. Còn những cái sinh hoạt khác chúng ta thấy rằng tùy theo ái hữu, tùy theo cụ nhân, tùy theo thanh niên, tùy theo văn học nghệ thuật, tùy theo tôn giáo, thì chúng ta thấy hay là đảng phái, hay là những tổ chức chính trị, chúng ta thấy hoàn toàn họ có cái hệ thống của họ. Tuy nhiên khi mà chúng ta nói rằng cái sự liên kết đó, là chúng ta mong làm sao qua cái cộng đồng, là tại lúc nào chúng ta cũng thấy rằng cái cộng đồng nó là gì, nó là một sự kết hợp lại của những cái thành phần mà ở trong một cái địa phương chung với nhau để mà cùng sinh hoạt chung với nhau. Chúng ta thấy rằng là trong cái cộng đồng đó nó có đa số là gì, hiện bây giờ chúng ta thấy là cái thành phần thanh niên và giới trẻ nó lên rất nhiều, nhưng mà ngoài ra từ năm cách đây 40 năm chúng ta thấy là cái người cụ nhân là cái thành phần chánh mà bước qua đây. Thành thử trong bất cứ một cái tổ chức nào cũng đều có cái người cụ nhân trong đó cả, ở đấy cái thành phần mà cụ nhân đó, và ít nhất là cái nền tôn giáo đó nó cũng có lẫn lộn trong đó. Thanh niên thì tới chỗ này cũng thấy rất nhiều lên, trong văn học nghệ thuật thì cũng phải có thanh niên trong đó. Thành thử cái sự mà ngồi lại với nhau nó không có biên giới, mà làm sao chúng ta ngồi trở lại với nhau cùng một con số chung, đó là vấn đề làm sao giải thể được cộng sản ra khỏi đất nước chúng ta và tạo cho đất nước Việt Nam chúng ta có được tự do, dân chủ và nhân quyền. Và khi mà chúng ta nói đến một cái hệ thống chung sau cái hội nghị liên kết, thì chúng ta muốn có một cái ban để mà vận động để ra một cái tổ chức chung, thì cái tổ chức chung đó nó sẽ giữ hai vai trò: thứ nhất là phối hợp, thứ ba là nó cung cấp những cái nguồn, hoặc là những cái cung cấp những cái điều kiện để mà cho các tổ chức hoạt động thống nhất với nhau. Khi thống nhất ở đây là ý nói về thống nhất về vấn đề lập trường chính trị, thống nhất về những cái cách giải quyết. Mà khi mà chúng ta có một tổ chức chung như vậy, thì ông có thể cho biết thêm nữa là nếu mà chúng ta có một cái tổ chức cộng đồng của người Việt ở Úc, ở Pháp, ở Đức, ở Mỹ và ở các quốc gia khác nhau có chung một cái hệ thống, thì cái hệ thống của cộng đồng đó nó có khác với là cái hệ thống của cái hội nghị liên kết này muốn đi tìm hay không? Thật sự ra nó là cái gì? Cái hội nghị liên kết này ngồi trở lại với nhau để thành lập một cái cơ cấu. Cái cơ cấu đó chúng ta sẽ gọi nó là một cái ủy ban liên lạc và phối hợp. Tại sao? Là tại vì khi mà chúng ta ở rời rạc với nhau trên cả thế giới như thế này, đó chúng ta cần phải có liên lạc. Cái sự liên lạc đó để chúng ta cung cấp cho nhau những cái tin tức cần thiết, những cái việc cần phải làm, những cái hành động cần phải có đối phó với cái hiện tình. Do đó mà khi
cái ngoài cái vấn đề mà liên lạc rồi đó, chúng ta phải làm sao phối hợp tất cả những hoạt động đó để trở thành một cái hoạt động chung, cho thấy là à, hải ngoại chúng ta đã chung sức với nhau sẽ làm việc như thế đó. Đó là cái mà chúng tôi mong muốn rằng là nó được hình thành. Là tại vì khi mà nói là cái hội nghị liên kết thì ngồi lại với nhau đó, chúng ta không có nghĩ rằng chúng ta ngồi lại đây để mà thành lập một cái cơ cấu lãnh đạo hay là một cái cơ cấu chấp hành toàn thể thế giới của người Việt chúng ta. Chúng tôi chỉ mong rằng là làm sao ngồi lại với nhau để mà tìm ra một cái mẫu số chung để mà ngồi, để mà trong tương lai chúng ta liên lạc và phối hợp đối phó với cái hiện tình. Và chúng tôi chắc chắn rằng cái hiện tình ở tại Việt Nam nó sẽ xảy ra và nó sẽ có những cái biến chuyển rất là quan trọng, mà chúng ta cần phải có một cái cơ cấu nào đó liên lạc và phối hợp những cái việc làm của người Việt hải ngoại trong tương lai. Phối hợp và liên lạc thì nó có, cần có nhu cầu lãnh đạo. Thật sự ra thì cái nhu cầu lãnh đạo đó sẽ được đề cập tới một khi mà sau một năm mà vận động rồi đó, chúng ta bắt đầu mới tiến tới một cái đại hội liên kết, thì cái đại hội đó sẽ bầu lên cái thành phần lãnh đạo chính thức. Chúng tôi nghĩ rằng là tới cái lúc đó rồi nó đủ thời gian để mà mọi người hiểu với nhau và bước vào trong cái một cái gọi là cái hệ thống mà liên lạc với nhau rồi thì sẽ dễ thông cảm với nhau hơn. Chẳng hạn như bây giờ nó có những cái cuộc mà biểu tình chống cộng sản hay là chống tháng 9 sắp tới đây, Tập Cận Bình sẽ qua đây, thì khi mà nói rằng câu biểu tình thì đưa lên mời những người đứng chung với nhau, thì nó có những cái lấn cấn đó, à có cái cộng đồng này hay có tổ chức này tôi không đứng chung tại vì ngại đứng chung nó khó chịu, hay là có cái tổ chức này đưa ra tuyên cáo thì cái tổ chức kia nói là tuyên cáo này không được, tôi cần phải sửa lại, hay là có một cái thông báo báo chí, cái press release đưa ra thì của người này làm thì người kia không chấp nhận, do đó mà nó có cái sự khó khăn. Thành thử ra cái để giải quyết cái tình trạng đó, chúng tôi mong làm sao có cái ủy ban liên lạc cho phối hợp. Cái ủy ban đó như là coi như là cái mediator tức cho tất cả những cái việc làm chúng ta sắp làm. Và được biết rằng trong cái thông báo nó có những cái quy ước để mà có những cái nguyên tắc để mà chúng ta tổ chức cái hội nghị liên kết. Ông có thể cho biết là những cái nguyên tắc như vậy có đủ để bảo đảm những thành phần về tham dự họ sẽ cảm thấy họ có sự bình đẳng, hoặc là họ có những sự hiểu biết đồng nhất, hoặc là sự hiểu biết chung trong cái lập trường, cái platform của cái hội nghị liên kết không vậy thưa ông? Chắc chắn là chúng ta cần phải tôn trọng cái vấn đề mà tương kính, cái đó là cái ưu tiên để mà cho thấy rõ ràng là khi mà ngồi lại với nhau rồi đó, chúng ta phải tôn trọng, dầu anh đó là một người thanh niên có sinh hoạt, dầu một người đó là một người nhân sĩ rất là có kinh nghiệm lâu về chính trị, có qua bao nhiêu cuộc đấu tranh, bao nhiêu cuộc đổi đời này kia, thì chúng ta phải khi mà ngồi lại với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau. Nếu có những cái lấn cấn đó thì ủy ban liên lạc phối hợp đó phải làm sao giải quyết trong vòng gọi rằng là ôn hòa, hài hòa để mà chúng ta tiến tới một cái đại hội chung trong có thể nói là trong vòng một năm để mà chúng ta tạo được cái cơ cấu và chấp hành hay là đại diện gì đó. Và cũng được biết rằng là cái cộng đồng người Việt ở tại vùng thủ đô Hà Tĩnh đúng được có những cái hội đoàn ở phía dưới ghi danh để mà đứng chung trong cái cộng đồng. Và khi mà cái tiếng nói của cộng đồng người Việt vùng thủ đô Hà Tĩnh đúng còn là tiếng nói đại diện cho những cái đơn vị hoặc là những cái tổ chức ghi danh với cộng đồng. Liệu chúng ta có được những cái cộng đồng tương tự như vậy xảy ra khắp tại Hoa Kỳ hay các quốc gia trên thế giới có những cái mô thức chung như vậy không vậy thưa ông? Tôi nghĩ có, là tại hiện bây giờ về phía cộng đồng không phải rằng là trong vùng này không thôi, mà của Liên bang Hoa Kỳ hay là cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ cộng thêm cái tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại, thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái đó họ đã có những cái hệ thống rồi, mà bây giờ cái hệ thống đó làm sao chúng ta móc trở lại để ngồi chung với nhau trong cái hội nghị liên kết này, thì đó là cái điểm mà chúng ta rất là mong muốn. Mà tôi nghĩ rằng tới giờ phút này đó, mọi người đều có cái khát vọng để mà ngồi lại với nhau để mà cùng làm việc chung với nhau. Tuy nhiên nó có những lấn cấn cá nhân, nhưng mà tôi mong mỏi rằng là tôi kêu gọi làm sao những cái lấn cấn cá nhân đó, những cái sự mà gọi là không có thuận hòa, nên mình có thể nói rằng là bất đồng chứ không phải là không hòa thuận với nhau, thì những cái bất đồng đó đều phải bỏ qua, cần phải bỏ qua để mà chúng ta tiến tới một cái ủy ban để làm việc chung với nhau. Đó là những cái gì mà tôi muốn và tôi kêu gọi. Và cuối cùng thì vào năm 1992, năm 2001 và trước đó chúng ta có rất là nhiều những đại hội lớn ở tại vùng thủ đô Hà Tĩnh đúng để đi tìm một cái mô thức. Vậy theo ông kỳ này cái mô thức mới này nó sẽ có những gì khác biệt hơn những mô thức trước, và cái nhu cầu của chúng ta đến ngày hôm nay đó nó có những cái cấp bách mà nó khác hơn những cái mô thức ngày xưa, thì ông có những cái tiên liệu gì vậy thưa ông? Như thế này, năm 2001 đó, xin nhắc lại cái chuyện xưa đó, thì năm 2001 đó khi mà cộng sản bắt đầu giao thác bản dốc và cắt đất cho phía bên Trung Cộng đó, thì cái lúc đó là cộng đồng ở đây, tôi còn làm chủ tịch của Liên hội của Nhân sĩ chứ chưa có làm việc với cộng đồng, thì cái Liên hội của Nhân sĩ đã phối hợp với những cái liên hội ở tại
Nam California, Bắc California và các tổng hội như tổng hội hải quân, tổng hội không quân, văn phòng liên lạc của quân nhân bên Âu Châu và tổng hội quân nhân bên Canada cùng với hội đoàn quân đội ở bên Nhật Bản để mà chúng tôi ngồi lại với nhau để mà làm ra một cái tuyên cáo chung. Thì cái tuyên cáo chung đó năm 2001 đã được đưa ra phản đối trở lại cái việc làm của Cộng sản đó, thì chúng tôi thấy là có trên 58 cái cộng đồng cũng như là đoàn thể, đảng phái, chính trị và thêm nữa là 78 vị tướng lãnh đã đứng chung với nhau để mà ký cái tuyên cáo chung đó. Thì khi cái tuyên cáo chung nó ra đời năm 2001 đó, thì ở tại vùng này thì cái liên hội cùng với sự vận động của cô Lê Ánh Thư lúc đó và mấy đứa con của ông Đinh Hồng Cường thì đã tạo được cái gọi là cái ngày chiến sĩ tự do của Việt Nam ở tại Virginia này. Thì khi mà năm 2002 cái Virginia này ban hành cái luật và cái proclamation đó và cái đó ra thì ngày chiến Freedom Fighter Day của Virginia này ra đó, thì chúng tôi đã mời tất cả những cái gọi là những cái người mà đã ký trong cái tuyên cáo chung năm 2001 về họp với nhau. Thì khi về họp lại ở tại đây đó, chúng tôi dự trù rằng là mình ngồi tại đây để mình làm cái gì nữa. Thì tất cả mọi người nói tại sao mình sẵn có quân đội rất nhiều, quý vị tướng lãnh lúc đó về cũng khá đông, thì nói tại sao mà chúng ta không có tiến tới một cái đại hội tổng quân. Thì ngay sau đó là chúng tôi dự trù thành lập để mà vận động đi tới cái đại hội tổng quân năm 2003. Thì từ đó chúng tôi thấy rằng là tính rằng là trong 2003 đó, cái khi mà quân đội đã ngồi trở lại với nhau rồi đó, thì quân đội sẽ là gì, những người quân nhân sẽ là cái xương sống trong tương lai của các cộng đồng ở các nơi để mà tiếp tục phát triển ra và phối hợp lại với các đảng phái để mà chúng ta có được một cái mặt trận lớn hải ngoại này. Tuy nhiên cái việc đó nó không có được thành hình là tại vì cộng đồng với các hội đoàn quân đội nó có nhiều cái công tác riêng rẽ của từng cái tổ chức và cái nhu cầu tại lúc đó. Do đó mà đợi tới giờ phút này, cái giờ phút này tại sao chúng ta lại làm nữa trong thời gian mà từ 2003 tới giờ phút này, suy nghĩ là làm nữa là tại vì cái hiện tình cho thấy rằng cái tình hình chính trị cũng như là cái tình hình tại miền Đông và tất cả những cái gì đang xảy ra tại Trung Cộng hiện giờ cũng như là tại Cuba và tại Việt Nam, chúng ta thấy rằng đây là một cái dịp, một cái vận hội mới mà tất cả chúng ta cần phải ngồi lại. Do đó mà tôi thấy rằng là cái vấn đề làm và cần phải có nó là vào tháng 10 này. Kính thưa quý vị, vào tháng 10 này có nghĩa là cái ngày 11, ngày 12 tháng 10 năm 2015, thủ đô Hoa Thành Đường được chọn để tổ chức một cái hội nghị liên kết như vậy. Do đó nên chúng tôi hy vọng rằng hội nghị sẽ có đông người tham dự và chúc hội nghị thành công. Xin cảm ơn ông Đoàn Hữu Định. Dạ, thì cảm ơn và rất mong là quý vị về với cái hội nghị liên kết đó. Dạ. Thành thật cảm ơn Võ Thành Nhân. Dạ. Trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Đến đây chương trình xin được tạm ngưng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để trả lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn đã nổi tiếng từ thập niên 60. Nay xin phục vụ quý khách vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tại trung tâm thương mại Eden Center. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn tọa lạc tại số 6793 Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044. Điện thoại liên lạc 703-531-1420, 703-531-1420. Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go, có cả chả nướng, chè đủ loại, nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và họp mặt gia đình. Nhân dịp mùa trung thu, Kim Phụng Bakery có bánh trung thu sản xuất tại chỗ, nguyên liệu tinh khiết, bánh mới thơm ngon đủ loại, có cả nhân vi cá, thập cẩm, hạt sen và khoai môn. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối mỗi ngày. Điện thoại số 703-534-4525. Kobe House, một nhà hàng được khen ngợi sang trọng và sạch sẽ nhất vùng. Thức ăn 100% không dùng bột ngọt, khung cảnh rộng rãi và rất thích hợp cho những hẹn hò công việc riêng tư. Sân khấu cùng với dàn âm thanh chuyên nghiệp, có hát cho nhau nghe mỗi tối thứ sáu từ 8:30 đến 12:30 sáng có Beer and Wine, mở cửa 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 7 ngày một tuần. Kobe House,
Bên trong Eden Center, số điện thoại là 571-282-3662. Ngụy Vũ và gia đình hân hạnh đón tiếp quý vị. Beauty Device Salon, Salon Skincare, Hair Facial Nail, ân cần phục vụ quý đồng hương tại trung tâm Eden, ngay bên trong khu tiệm vàng DuPont và thẩm mỹ viện Ngọc Minh. Uống tóc, cắt tóc nam và nữ, chuyên về hair highlight và color, xe lông mặt, có chuyên viên gọi đầu như ở Việt Nam. Nhóm thợ của tiệm Diễm Trang cũ có hơn 30 năm kinh nghiệm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày. Mọi liên lạc hay lấy hẹn xin gọi 703-241-8022 hay 703-237-3999. Ngọc Minh kính mời. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VATV. Tiếp theo chương trình, Thùy Dương xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Phúc Âm hàng tuần do giáo sư Thánh Giuse North Carolina thực hiện. Chúng tôi là Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong giáo sứ Thánh Giuse. Xin kính chào quý khán giả. Phúc Âm tuần này thuật lại rằng, khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến quỳ gối trước mặt Chúa và hỏi, Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời, sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn, đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa, thưa Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bạn nói rằng, ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng, những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó, nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông, hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng, như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói, đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Chúng ta vừa lắng nghe một đoạn phúc âm rất quen thuộc và ý nghĩa. Một người giàu có đến gặp Chúa Giêsu để học hỏi phương cách đạt tới sự sống muôn đời. Và Chúa Giêsu đã hướng dẫn anh bắt đầu từ những điều rất cơ bản như việc tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa. Anh ta đã đáp lại rằng, những việc đó anh đã giữ từ thuở còn bé. Rồi Chúa Giêsu tiếp tục hướng dẫn anh đến những việc sâu thẳm và ý nghĩa hơn, như là học biết cho đi, học biết giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Chúa nói, ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Sau khi nghe những lời này, thì anh ta đã sụ nét mặt và buồn bã bỏ đi. Mỗi khi có dịp lắng nghe câu chuyện về anh nhà giàu, dường như chúng ta có ấn tượng không tốt về anh. Một cách nào đó chúng ta hơi trách hờn anh ta, bởi vì anh có nhiều của cải nhưng không chịu bán đi để cho người nghèo. Rất ít khi chúng ta đặt mình vào chỗ của anh ấy để xem bản thân mình có dám bán hết của cải mình đang có để cho người nghèo hay không. Nếu bản thân mình không làm được thì đừng vội vàng trách hờn hay phán đoán người khác. Điều mà chúng ta nên làm là tìm hiểu xem then chốt của vấn đề nằm ở chỗ nào, để chúng ta khắc phục và cố gắng sống cho tốt hơn. Trong trường hợp của anh nhà giàu, anh không phải là người xấu, anh là người có lòng tin, có lòng hướng thiện, cho nên anh đã tìm đến với Chúa Giêsu để mong có được sự sống muôn đời. Anh đã cố gắng tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa, và Phúc Âm nói còn rõ ràng là anh đã tuân giữ những giới răn đó từ thuở bé. Điều này có nghĩa là anh đã có một nền tảng sống đạo và một kiến thức cơ bản về các giới răn của Thiên Chúa.
Nếu chúng ta so sánh bản thân mình với anh nhà giàu này, thì chưa chắc bản thân mình có được một nền tảng và thói quen sống đức tin tốt như anh ta. Vậy thì vấn đề nằm ở chỗ nào? Có phải chăng vấn đề nằm ở chỗ anh nhà giàu không chịu bán hết tài sản để cho người nghèo? Nếu chúng ta nghĩ như vậy, thì tất cả chúng ta đang có vấn đề. Bởi vì không ai trong chúng ta dám bán hết tài sản mình đang có để cho người nghèo. Hơn nữa, nếu chúng ta bán hết tài sản để cho người nghèo, thì chúng ta sống như thế nào? Và chúng ta lấy gì để chăm lo cho gia đình, cho vợ, cho con của mình? Hãy nhớ, khi Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta điều gì, Chúa không bao giờ yêu cầu những điều mà chúng ta không thi hành được. Cho nên chúng ta đừng vội vàng kết luận là làm người Kitô hữu thì phải từ bỏ của cải, hay là phải bán hết những gì mình có để cho người nghèo. Điều mà Chúa Giêsu yêu cầu anh nhà giàu trong phúc âm là anh hãy thi hành những giới răn mà anh đã tuân giữ từ thuở bé. Anh nhà giàu này đã nói là anh đã tuân giữ các giới răn của Chúa, nhưng dường như anh không có thi hành các giới răn đó. Anh chỉ có tuân giữ các giới răn thì chưa đủ. Anh còn phải thi hành các giới răn của Chúa. Giới răn của Chúa có hai phần. Một phần là yêu cầu con người không làm những điều xấu, ví dụ như không được giết người, không trộm cắp, không làm chứng gian, không phạm tội ngoại tình, không được nói dối, vân vân. Phần này thì có lẽ dễ thi hành hơn, bởi vì bản thân mình chỉ cần không làm thì mình khỏi phải mang tội. Cho nên anh nhà giàu kia đã tuân giữ được từ thuở bé. Nhưng trong phần thứ hai của giới răn Chúa thì yêu cầu con người phải làm, phải sống và phải thi hành. Chẳng hạn như chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và phải yêu thương người khác như chính bản thân mình. Phải cho kẻ đói ăn và phải cho kẻ khát uống. Phần này mới là phần khó hơn, bởi vì đây là phần đòi hỏi sự hy sinh của bản thân mình. Anh nhà giàu đã tuân giữ các giới răn là không làm những điều tội lỗi, nhưng anh đã thiếu sót phần thi hành những giới răn đòi buộc bản thân mình phải hy sinh và giúp đỡ người khác. Đây mới là then chốt của vấn đề. Nếu chúng ta sử dụng ngôn ngữ của học đường, thì anh nhà giàu trong phúc âm đã thi đậu phần đầu của giới răn, nhưng anh đã thi rớt phần sau. Anh đã thi đậu phần giới răn không làm, nhưng anh đã thi rớt phần thực hành. Anh nhà giàu không phải là người xấu, anh chỉ bị thiếu sót trong cách sống của anh, mà anh không hay biết. Anh cứ tưởng là mình tuân giữ các giới răn như không trộm cướp, không giết người, thì mình đã đạo đức lắm rồi. Cho đến khi anh gặp được Chúa Giêsu, thì lúc đó anh mới nhận ra bản thân anh đã thiếu sót phần thực hành. Anh nhà giàu trong phúc âm đã thi rớt phần thực hành, nhưng ít ra anh đã thuộc nằm lòng phần lý thuyết. Còn chúng ta ngày nay, ngay cả 10 giới răn tối cao của Chúa thì chưa chắc ai cũng thuộc nằm lòng. Về phần lý thuyết thì mình chưa chắc đã hơn điểm anh nhà giàu trong phúc âm. Còn về phần thực hành thì khi Chúa Giêsu đã yêu cầu anh nhà giàu kia bán hết tài sản của anh có để cho người nghèo, anh đã không làm được. Và chúng ta cũng không làm được. Cho nên chúng ta đừng vội vàng kết luận hay phán đoán, nhưng hãy nhận ra sự thiếu sót mà con người thường gặp để chúng ta khắc phục và cải thiện. Then chốt của vấn đề là khi Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta chia sớt của cải vật chất mình đang có cho những người nghèo, cho những người thiếu thốn, chúng ta có buồn bã bỏ đi như anh nhà giàu, hay chúng ta tìm cách để chia sẻ? Sở dĩ anh nhà giàu buồn bã bỏ đi là tại vì anh không chịu tìm cách để thi hành giới răn bác ái là chia sẻ với người nghèo. Nếu anh chịu ở lại để cùng với Chúa Giêsu giúp đỡ những người thiếu thốn, thì có lẽ anh sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc hơn nhiều. Biết chia sẻ và cho đi là một hạnh phúc, mà chỉ khi nào bản thân mình thi hành thì mình mới cảm nhận được. Anh nhà giàu đã bỏ đi một cách buồn bã là tại vì anh không chịu tìm cách để chia sẻ và cho đi.
Cho nên ngày nay chúng ta hãy khắc phục vấn đề này. Chúng ta đang có cơ hội để thi hành các giới răn của Chúa. Chúng ta đang có cơ hội để cảm nhận được hạnh phúc. Thì chúng ta hãy đón nhận, chứ đừng bỏ đi một cách buồn bã. Cho dù chúng ta đang sống bên xứ Mỹ này, hay chúng ta đang sống ở Việt Nam, rất nhiều người trong chúng ta đã được Chúa ban cho của cải vật chất dư đầy. Và Chúa cũng đang mời gọi chúng ta biết chia sẻ và biết cho đi để giúp đỡ cho những người nghèo khổ bất hạnh. Ai có hai áo, hãy cho người không có. Và ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy. Các giới răn của Thiên Chúa là để cho con người áp dụng vào trong cuộc sống, chứ không phải chỉ nói bằng lý thuyết mà thôi. Khi chúng ta thi hành các giới răn của Chúa, thì chúng ta mới có thể cảm nhận được hạnh phúc thật sự trong tâm hồn mình. Đó là bí quyết mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho anh nhà giàu trong Phúc Âm và cho chúng ta ngày nay. Anh nhà giàu đã có tài sản, anh có kiến thức, có địa vị, có cơ hội, nhưng anh không có được hạnh phúc mà phải buồn bã bỏ đi. Là tại vì anh không chịu tìm cách chia sẻ và cho đi. Để có được hạnh phúc ở đời này và đời sau, thì chúng ta cần phải thi hành những giới răn của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đến để chia sẻ với chúng ta niềm vui và hạnh phúc của Chúa. Thì mỗi người chúng ta hãy biết đem những gì mình có chia sẻ với những ai thiếu thốn, để chúng ta có được niềm vui và hạnh phúc mà Thiên Chúa đã chia sẻ với chúng ta. Trình Phúc Âm hàng tuần từ Giáo xứ Thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi tiếp tân, triển lãm và trình chiếu những câu chuyện của nhóm người tị nạn lớn nhất Hoa Kỳ, Việt Nam, America, do Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa tổ chức vào lúc 6:30 chiều ngày thứ Bảy 17 tháng 10, 2015 tại Newseum 6555 Pennsylvania Avenue Northwest, Washington DC 20001. Mọi chi tiết xin liên lạc trên Nguyễn Phan 571-228-0689 hay Linh Trương 757-069-7228. Thông bạch thay thư mời lễ chung thất cố trưởng lão Hòa thượng Thượng Tâm Hà Châu, Thượng thụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới sẽ được tổ chức vào 2 ngày, thứ Bảy ngày 10 tháng 10 2015, lễ thịnh di cốt giác linh nhập lưu phương tháp và lễ thắp nến vào lúc 7 giờ tối. Chủ nhật ngày 11 tháng 10 2015, lễ chi tiến giác linh bắt đầu vào 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại tu viện Viên Quang 1044 Galway Lane, Clover, South Carolina, 29710, điện thoại 803-222-6629. Trân trọng kính mời. Hậu Duệ, vùng Hoa Thịnh Đốn, xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc 40 năm tình ca viễn xứ vào lúc 6 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2015 tại Jewish Community Center, 5403 Monument Avenue, Richmond, Virginia, với sự góp mặt của hai giọng ca vàng Trung tâm Asia, Huỳnh Phi Tiễn, Hồng Diễm. Mọi chi tiết xin liên lạc Minh Lê 804-300-6270. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VATV xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.